Là con gái á, ai cũng muốn được đi đến những nơi lãng mạn, được tặng hoa, được đi ăn những món ngon tại nhà hàng sang trọng. Nhưng cô ấy luôn nói với bạn rằng là cô chỉ thích đi ăn vỉa hè, những quán lề đường, uống trà đá. Cô rất là ghét hoa, cô không thích được tặng quà, cô cũng không thích được đi tới những nhà hàng sang trọng. Đó là tại vì cô ấy thương anh. Cô ấy không muốn anh phải vừa chật vật kiếm sống, vừa phải chiều theo những thứ lãng mạn không thực tế ấy. Nhưng không phải vì thế mà anh mặc định rằng cô ấy không cần và ngưng cố gắng. Hãy cho cô ấy niềm tin rằng một ngày nào đó, cô có thể nói với anh rằng: "Anh ơi, em thực sự rất thích những thứ lãng mạn xa xỉ ấy. Em muốn là ít nhất một lần trong đời á, em sẽ cùng anh tận hưởng những thứ thú vị ấy." Còn đối với những cô gái mạnh mẽ và tự lập như mình á, cô gái mà không tỏa ra năng lượng khiến người khác muốn che chở thì phải luôn cố gắng tự thưởng cho mình những phần quà xứng đáng. Mà muốn làm được điều đó thì trước tiên phải tự kiếm tiền đã và tích lũy, rồi học cách làm cho tài sản của mình tự gia tăng lên mỗi ngày, ngay cả khi mình ngủ. Mình luôn tìm hiểu mọi thứ sinh ra lợi nhuận, ví dụ như là ứng dụng phiên hay nè, đầu tư chỉ với 50.000, và đây cũng là ứng dụng đầu tư tích lũy vừa và nhỏ hàng đầu tại Việt Nam, rất an toàn và uy tín, có sản phẩm đầu tư quỹ với nhiều cấu trúc có sẵn, phù hợp khẩu vị rủi ro từ thấp cho đến cao, có thể mang tới lợi nhuận từ 6% cho tới 49,5% trên một năm. Và đặc biệt là phiên hay đang có chương trình ưu đãi cho người mới dùng, chỉ cần đầu tư tích lũy từ 100k bạn sẽ nhận ngay gói quà trị giá là 400k đó. Đó, thay vì tiền mình để một chỗ không có sinh ra lời á thì mình đầu tư vô phiên hay nè. Bạn nào mà mới đầu tư vô phiên hay thì các bạn nhớ nhập mã Phương Thoa để nhận quà từ Thoa nha. Bye bye.